Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và từ mấy hôm nay thì có rất nhiều anh em có gửi cho mình câu hỏi về đó là một cái vấn đề ở bên nước ngoài. Đó là có một cái tài khoản sở hữu tới hàng chục triệu kim cương. Vâng, với cái con số nó cực kỳ khổng lồ. Và có nhiều bạn hỏi mình là đó có thực sự là người giàu nhất thế giới không? Và thực hư sự thật về cái tài khoản này là gì? Thì mình đã đi tìm hiểu thông qua rất là nhiều thông tin, cũng như là trên YouTube, và mình được biết thì người sở hữu cái tài khoản và có hàng chục triệu kim cương đó chính là anh chàng Atto. Và đây là một YouTuber, và anh chàng này thì trong tài khoản của mình hiện tại đang có 99 triệu kim cương, 99.322.191 kim cương. Còn số lượng vàng của anh ta thì lên tới con số 1 tỷ vàng và 99 triệu kim cương trong ngày nào Free Fire. Và đây là một anh chàng còn rất trẻ, với Facebook là Atto và YouTube đó là AL2To. Và đây là một YouTuber khoảng hơn 1 triệu người theo dõi ở bên Thái Lan. Vậy thì thực sự là đây có phải là tài khoản của anh chàng này không hay là fake? Thì đây là tài khoản của anh chàng này. Tuy nhiên thì cái số lượng kim cương của anh chàng này nó không phải là số lượng kim cương anh chàng này nạp vào. Các bạn có thể nhìn thấy một con số nó rất là kinh khủng. Đây là hình chụp của mình ở trên những cái video của anh chàng Atto này, 99.322.191 kim cương. Nhưng mình khẳng định đây không phải là người chơi Free Fire giàu nhất thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một nhân viên của Guyana Thái Lan, và anh chàng này có nhiệm vụ đó là làm những cái video review sự kiện ở bên Thái Lan. Ở bên Indonesia thì các nhân viên của Guyana họ cũng là các YouTuber. Ví dụ như bên Indonesia chúng ta có anh chàng Kunga, thì ở bên Thái Lan này chúng ta có anh chàng Atto. Và anh chàng Atto này nick ở trong game là GMTH, viết tắt của Game Master Thái Lan, nghĩa là những người vận hành game Free Fire ở bên Thái Lan dành cho tựa game Free Fire này. Và anh chàng này thì cái kim cương của anh chàng này này để là kim cương thử nghiệm, nghĩa là với những cái tài khoản như thế này ấy, thì họ có thể chỉnh được số lượng kim cương thích bao nhiêu cũng được. 99 triệu chứ 990 triệu với 9 tỷ kim cương thì cũng được. Nên là từ sáng rồi có nhiều bạn bảo với mình cái tài khoản này chẳng lẽ anh chàng này nạp tới 20 tỷ Việt Nam đồng vào, thì thực tế thì không phải như vậy đâu nha anh em nhá. Sự thật thì đây là một tài khoản của nhà phát hành, và tài khoản này thì nếu như anh chàng Atto này nghỉ việc ở Guyana, anh chàng này không làm việc tiếp tục Guyana, thì tài khoản này cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn, chứ nó sẽ không phải là tài sản riêng của anh chàng này. Đấy, thì cái này ngày xưa tôi làm Guyana rồi nên là tôi biết sự tình ra sao. Thì anh chàng Atto Gaming này hiện tại thì đang làm việc ở trong Guyana Thái Lan, và nickname của anh chàng này cũng là GMTH Atto, nghĩa là Game Master Thái Lan. Atto tức là người vận hành game Free Fire của bên Thái Lan, của bên Guyana Thái Lan. Đấy, thì đó lý do vì tại sao mà anh chàng này có một cái số lượng kim cương khủng đến như vậy. Nhưng mình vẫn khẳng định đây không phải là kim cương của anh chàng này nạp vào, vì chẳng có ai đi nạp 20 tỷ kim cương vào đây cả. Đó, thì đó là sự thật. Và tất nhiên là nó khác với cả anh chàng Sultan Indo, là cái anh chàng mà có hàng chục nghìn huy hiệu thẻ vô cực ấy, hàng trăm nghìn huy hiệu thẻ vô cực, thì anh chàng đó nạp tiền thật. Tuy nhiên thì anh chàng Atto này thì mình tin rằng cái số kim cương của anh chàng này là do bên Guyana họ cấp cho thôi, và để cho đẹp thôi, chứ còn thực ra nó không có giá trị sử dụng. Bởi vì là cái việc mà kim cương nhiều như thế này thì chủ yếu là chỉ để phục vụ cho việc test game, test những cái lỗi xảy ra ở trong game, trong cái quá trình chơi hoặc là trong cái quá trình làm video mà thôi, chứ nó không phải là tiền thật của anh chàng Atto này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái số lượng đá chế tác là 546.136 cục đá chế tác, thì đây cũng chỉ là do trong máy chủ của Guyana Thái Lan họ chỉnh lên thôi, chứ không phải là số lượng tiền anh chàng này nạp vào trong game thật. Đó, thì có thể coi đây là một trong tài khoản có số lượng kim cương kinh khủng bậc nhất ở Guyana, ở trong cái game Guyana Free Fire. Nhưng đây là một tài khoản của một nhân viên của Guyana Free Fire, chứ không phải là tài khoản của một người chơi. Nên là nếu như anh chàng Atto này sau này có nghỉ việc Guyana thì tài khoản này cũng sẽ phải trả lại cho nhà phát hành, hoặc là sẽ bị nhà phát hành khóa lại.
nếu như anh chàng này không làm việc ở Gaiana nữa, và là cái này nó là tài sản ở bên Gaiana, chứ nó không phải là anh chàng này bỏ tiền ra để nạp vào như một số bạn đã lầm tưởng ở trên mạng internet. Thì cái này hy vọng là chúng ta cũng sẽ chia sẻ thông tin đúng đắn như thế này để cho tất cả mọi người đều được biết đó. Thì tuy nhiên thì cái số kim cương của tài khoản này cũng rất ấn tượng, 99.322.191 kim cương, thực sự là một con số rất là khủng khiếp. Thì hy vọng là sau cái phần giải thích này thì các bạn đã hiểu rằng kim cương này, số lượng đá chế tác và kim cương này nó đến từ đâu, và sự thật về cái tài khoản này nó là như thế nào. Thì đây là một tài khoản của một nhân viên của Gaiana và được cho bên Gaiana cấp để phục vụ cho việc test lỗi game, chứ không phải là một tài khoản mà người ta nạp vào. Ok, trở lại với cả cái vụ lỗi của sáng nay khi mà chúng ta đổi MV40 Giáng sinh thì lại ra MV40 năm mới, và ngược lại đổi MV40 năm mới thì lại ra MV40 Giáng sinh. Thì cái vụ này thì tôi được biết là bên Gaiana họ đã sửa xong rồi, và bây giờ nếu như anh em chơi cái vòng quay này thì anh em sẽ không bị lỗi nữa, tức là bây giờ đổi súng nào thì nó sẽ đúng là súng đấy. Tuy nhiên thì sáng nay thì khi mà đổi thì nó sẽ bị nhầm như vậy, và bên Gaiana họ sẽ tiến hành gọi là sửa sự kiện, và sau đó thì họ sẽ tiến hành là hoàn trả lại cái sự kiện này, hoàn trả lại những cái súng đúng cho người ta. Nhưng tuy nhiên thì ví dụ như một số người đã bị đổi nhầm, sau đó thì cái súng của người ta bị đổi thành cái thẻ quy đổi, bởi vì đã sở hữu sẵn cái khẩu đó, thì không biết bên Gaiana họ sẽ hoàn lại như thế nào. Bởi vì sáng nay khi mà tôi đã có khẩu MP40 Giáng sinh rồi, và tôi bấm vào cái khẩu MP40 năm mới, nó đổi sang khẩu Giáng sinh, và tôi bị biến tất cả những cái số lượng đấy thành thẻ quy đổi, thì không biết là bên Gaiana họ có bồi hoàn lại cho không. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy thông tin chi tiết gì của bên Gaiana về việc đó, là họ sẽ bồi thường từng cụ thể từng trường hợp như thế nào. Họ chỉ nói chung chung là sẽ bồi hoàn lại ở trên fanpage mình mà thôi. Và ví dụ như là nếu như bạn chỉ chót mua một trong hai khẩu thì bên Gaiana sẽ trả lại cho bạn cái khẩu đúng và lấy đi cái khẩu sai. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn đã có sẵn một khẩu rồi, hoặc là bạn đổi cả hai khẩu, thì không biết là bên Gaiana sẽ xử lý như thế nào, hay là cái súng người chơi sẽ mất luôn. Thì cái này vẫn sẽ chờ bên Gaiana có những cái phương án khắc phục. Đấy, thì bên Gaiana họ đã có thông tin là hai anh em S đã ghi nhận lỗi nhầm vị trí của MP40 Giáng sinh và MP50 và đã fix lại rồi nhé, MP50 mới và đã fix lại rồi nhé, và đọc líu hết cả lưỡi. Và với những bạn đã bị đổi nhầm trước đó, S sẽ trừ súng đổi nhầm và S bù lại súng đúng cho các bạn trước khi sự kiện kết thúc. Và như vậy là cái này thì cũng hơi dở một chút, là những người chơi thì sẽ chỉ là S lại trước khi sự kiện kết thúc thôi, và có thể là sẽ không được dùng ngay, tức là có thể là bên Gaiana sẽ lấy đi cái súng nhầm của bạn và sau đó thay cho bạn súng mới, nhưng mà chưa biết là họ sẽ thay lại súng mới vào ngày nào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là có bạn VV ở dưới có comment ấy, là trong trường hợp lấy cả hai cây thì như thế nào, tôi đổi Giáng sinh trước nhưng lại ra năm mới, sau đó tôi nghĩ là đổi năm mới sẽ ra lại Giáng sinh nhưng mà không, nó quy lại ra thẻ Free Fire. Trong trường hợp này thì đến hết sự kiện tôi có được cả hai cây không? Thì mình nghĩ là trong cái trường hợp của bạn VV này ấy, thì bên Gaiana sẽ hoàn lại đủ cho bạn cả hai cây luôn, tại vì là dù sao thì bạn đã bỏ tiền để mua cả hai cây rồi. Tuy nhiên thì cái này hơi rắc rối một chút, là ví dụ như bạn VV này, bạn ấy chỉ muốn lấy khẩu Giáng sinh thôi chứ bạn ấy không muốn lấy khẩu năm mới, tại vì thực tế các bạn cũng biết là khẩu Giáng sinh thì nó mạnh hơn so khẩu năm mới. Thì không phải mạnh hơn mà là nhiều người thích sử dụng hơn. Và nếu mà nói mạnh hơn thì chắc là nhiều bạn mà cầm hay chơi MP40 sẽ chửi tôi. Thì ví dụ như nếu mà bạn ấy chỉ muốn lấy khẩu Giáng sinh mà không muốn lấy khẩu năm mới, mà bây giờ bạn ấy đã chót đổi cái khẩu năm mới ra thành nó bị quy lại thành thẻ Free Fire rồi, thì làm sao mà bạn ấy có thể được đền cả hai khẩu? Thì không biết là trong những trường hợp cụ thể như này, tại vì bên Gaiana họ chỉ nghĩ là bị nhầm súng thôi, nhưng mà cho đến khi mà cái sự kiện được sửa, rất nhiều người vào đổi ngược lại thì lại bị nhầm thêm một lần nữa, tại vì mọi người nghĩ là nó bị ngược lại rồi thì mọi người đổi thêm một lần nữa, thế nó lại bị nhầm thêm một lần nữa. Thì không biết là Gaiana sẽ giải quyết từng cái trường hợp này như thế nào. Nói chung là hy vọng là bên Gaiana lần sau họ đừng cái kiểm tra kỹ những sự kiện như thế này, đừng có bị những cái lỗi lầm như này, nó hơi bị buồn cười đấy, nó hơi bị khó dành cho người sử dụng. Và ví dụ như là trong chính bản thân tôi, sáng nay thì tôi chỉ muốn lấy khẩu năm mới thôi vì tôi không muốn lấy khẩu Giáng sinh, nhưng thực ra tôi đã đổi cả hai khẩu và một trong hai khẩu của tôi nó đã bị biến thẻ quy đổi rồi. Thì không biết là Gaiana sẽ hoàn lại cho tôi kiểu gì, bởi vì tôi thì tôi muốn là bên Gaiana hoàn lại cho tôi kim cương. Đấy, tôi muốn là bên Gaiana hoàn lại kim cương, nhưng mà không biết là bên Gaiana có hoàn lại bằng kim cương được không, bởi vì kim cương của chúng ta lại dùng ở trong cái vòng quay chứ không phải kim cương để mua thẳng cái súng đấy. Nên nói chung là bây giờ thì cái tình huống nó đang diễn ra hơi bị lộn xộn đấy, thế nên là không biết là bên Gaiana hoàn lại kiểu gì. Còn nếu mà Gaiana không hoàn lại thì cũng phải chịu thôi anh em ạ. Đấy, thì tôi cũng nói luôn đến trường hợp là Gaiana họ không đền bù được cho các bạn thì sao, thì họ sẽ ỉm luôn.
luôn. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Ví dụ như trong trường hợp mà bạn bị rơi vào cái trường hợp như cái bạn lúc nãy ấy, là một trong hai khẩu súng mà bạn đổi ra nó đã bị biến thành thẻ quy đổi rồi, thì Ghana họ sẽ không lấy lại nữa. Ghana họ sẽ chỉ lấy lại được nếu như mà trong trường hợp là một trong cả hai khẩu súng bạn đều chưa có và nó nằm ở trong hòm, thì Ghana sẽ bỏ bớt một khẩu đi. Nhưng nếu như bạn đã có một trong hai khẩu rồi và bạn đổi cả hai khẩu và một trong số hai khẩu của bạn đó của bạn nó biến thành cái thẻ quy đổi, thì Ghana có trả lại cái đó bằng kim cương hay họ sẽ trả lại chúng ta kiểu gì, thì cái này thì tôi cũng không biết là phải làm như thế nào đấy. Thì hy vọng là bên Nga nào sẽ sớm có giải pháp. Còn nếu như họ không có giải pháp thì chắc chắn là sẽ có những tình huống người chơi bị lỗ kim cương với cái sự kiện này. Thì hy vọng là bên Nga nào họ sẽ có những thông tin sớm hơn, chi tiết hơn về việc là sẽ đền bù cái vấn đề này nó sẽ như thế nào. Ok, và trong cái video này thì mình đã giải đáp cho bạn hai vấn đề. Thứ nhất là sự thật về cái tài khoản trị giá 20 tỷ hay là 99 triệu kim cương. Thứ hai là chúng ta đã có thông tin về việc là Nga sẽ đền bù hai cái khẩu súng như thế nào. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số vấn đề cần Nga nào làm rõ hơn trong những cái thông tin sắp tới về cái lỗi sự kiện này. Ok, và nếu như các bạn đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình, yêu thích những video của Rikaki thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau nhé. Bye bye.